Chiều thứ bảy là lúc quần áo thật bóng bẩy. Anh chạy xe thật nhanh trên phố và suy nghĩ hôm nay đứa bé đi ăn món gì đây. Tâm hồn ăn uống lại trỗi dậy. Dáng vẻ anh thì có hơi gầy nhưng lại biết cách phục vụ cuộc sống qua những món ăn ở nơi đây. Và sau phố phường, những hàng quán bên ven đường, cách chấp mình dần đến lạc đường. Nhưng khi đi xa chẳng thể nào quên được. Ngồi quây quần ba bốn ghế nhựa bên cạnh một ly trà đá. Thêm tí ớt tí chanh buổi chiều hôm nay thấy sao đậm đà. Lang thang văn hạ ẩm thực con người Tràng An. Ăn ngon không thiếu tiền ít hay nhiều, vỉa hè hay cửa hiệu, thì từ xưa đến nay cũng quan trọng hóa bằng không cần mỹ miều. Hạnh phúc cho em cũng chỉ đơn giản một điều là tình yêu 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 như bát bún siêu 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 bao nhiêu sợi bánh giò. Hôm nay em muốn đi ăn thật no cho nên anh đừng tiếc tiền. Ai 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 à, ai ai à, nhìn nhìn thôi anh ơi em đói rồi. Ai 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 à, ai ai à, anh ơi đi chưa muốn rồi ôi, hôm nay em ăn cho thật đã đời. Sang bên trái lấy lá sung quấn với nem tải. Nhìn sang bên phải lấy cốc bia làm một hơi dài. Ẩm thực khiến con người ta sẽ gần lại. Chuyện qua chuyện lại sang chuyện mấy cô chân dài như đà điểu. Ăn uống từ sinh check in được các kiểu. Kể ra tưởng hết cả buổi chiều. Lạc rằng đến ngay bà Triệu. Văn văn thắn ở ngay hàng chiếu. Nem được trong ngõ ấu triệu. Bún đậm mắm tôm không thể thiếu. Phở là đặc sản lâu năm dành cho những con người sành ăn chẳng cần quảng cáo nhiều. Lang thang văn hạ ẩm thực con người Tràng An. Ăn ngon không thiếu tiền ít hay nhiều. Vỉa hè hay cửa hiệu thì từ xưa đến nay cũng quan trọng hóa bằng không cần mỹ miều. Hạnh phúc cho em cũng chỉ đơn giản một điều là tình yêu 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 như bát bún siêu 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 bao nhiêu sợi bao nhiêu sợi tình à. Anh ơi anh muốn đi ăn gì đây, ăn chè hay là bánh giò? Hôm nay em muốn đi ăn thật no cho nên anh đừng tiếc tiền. Ai cho thật đã đời. Nhìn sang bên trái lấy lá.